Hagar và Ishmael. Abraham sinh ra Ishmael bởi nàng hầu Hagar. Thiên Chúa đã hứa Abraham sẽ làm cha của một dân tộc lớn, nhưng ông và bà Sarah không có con, mà hai ông bà bây giờ đều đã già rồi. Bà Sarah có một nàng hầu là Hagar. Bà đem nàng đến cho Abraham và nói: "Tôi không có con, nhưng tôi cho nàng hầu của tôi đến với ông để nó sinh con cho ông." Ông Abraham ăn ở với Hagar và nàng đã thụ thai. Sau khi có thai, Hagar bắt đầu khinh thường bà Sarah nên bị bà ngược đãi. Hagar quá đau khổ nên phải chạy trốn vào sa mạc. Một mình đơn độc, nàng đến một dòng suối để nghỉ và uống nước. Một thiên sứ của Chúa tìm thấy nàng ở đó. "Hagar, ngươi từ đâu tới? Ngươi định đi đâu?" Thiên sứ hỏi. "Tôi chạy trốn bà chủ Sarah," nàng trả lời. Thiên sứ nói: "Hãy trở về với Sarah và làm những gì bà ấy bảo ngươi làm. Ngươi sẽ sinh một con trai và đặt tên nó là Ishmael, nghĩa là Chúa nghe. Chúa đã nghe thấy nỗi khốn khổ của ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ đông không đếm nổi." Hagar vâng lệnh, và khi đứa trẻ sinh ra, nàng đặt tên nó là Ishmael. Nàng không bao giờ quên Chúa đã cứu mình, và nàng nói: "Chúa là đấng nhìn thấy tôi." Abraham được 86 tuổi khi Hagar sinh Ishmael. Nhưng Thiên Chúa đã hứa với Abraham và Sarah sẽ có một đứa con. Có vẻ như không thể nào xảy ra được. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không gì là không thể.